Dạ vâng, kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép xin chúc quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong công việc cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà quan quý vị, khám phá về những nơi có dân ma, dân quỷ trú ngụ cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con có đến một cái chỗ, thì chỗ này thì cũng được một vị khán giả, một vị khán giả đó nha, điện nhờ con đến đây để có thể giúp đỡ để là khuyên vong linh này về chùa núi tu học. Tại vì vị khán giả này cũng có nói rằng á, thì ở trong đây là có một cái nhà kho bỏ quen. Thì những vị khán giả này cũng buồn ngà thì cũng có vào đây để mà thả bò, chăn bò á nha, thì cũng đã gặp bò bọng thì cứ vô thì cứ bò bọng cứ hốt hoảng chạy không, thì cũng đã xuất hiện cho người ta thấy một lần. Thì những vị khán giả này mới điện con nhà đến đây để mua giúp đỡ nữa nha. Thì hôm nay con đã tiến tới rồi, thì không biết là có thể là cái duyên gặp được cái con binh nào ở đây không nha cả nhà. Ok kìa nhà ngoài trời ai trời. Thì cái nhà, mấy cái nhà mình thấy không ta? Để là cái máy nha cái nhà. Dạ, nó môi thuật. Chào anh. À, chào chị. Anh đi đâu vậy? À, thì đi đến đây để mà tìm gặp chị đây. Cho hỏi là có phải là chị đã xuất hiện ra hù dọa bà con một lúc người ta đem bò chăn bò hôm nay đúng không? Ủa là sao? Em đang gác cổng ở đây nè. Trời. Cái kho trong đó là của chị hay gì? Đúng rồi, em gác cổng ở đây là trong đó là của em mà. Ôi trời. Ai giờ anh muốn vô không? Cũng phải vô chứ, vô trong đó có vong ở trong đó không? Vong thì em không có biết, tại vì em gác cổng ở đây nè. Bỏ em ít có đi vô trong cổng lắm. Nhưng lâu lâu em mới đi vô một lần, nhưng mà em cũng không thấy bây giờ anh muốn vô phải không? Vô. Anh muốn vô là đây cho em ôm cái. Ê. Cho em hùng cái này. Rồi cho em chụm cái đi. Chụm gì bà? Chụm má rồi. Em mở cửa cho em cho anh đi vô liền à. Là vô trong không có ai ăn hiếp anh hết trơn á. Còn nếu anh mà không cho em hùng em không có vô đâu. Thì vậy thôi khỏi vô đi. Trời. Ui, tà lao nữa, tự nhiên lại đòi ôm đi hung rồi chậm gì chết bà nội. Tóc quá, tóc của quý. Trời. Thôi, tà lao. Không lẽ anh không có cái của quý hả? Cái của quý anh để nhà rồi hả? Có, sao ở nhà được? Hơi, thay đem theo chứ ở nhà gì? Đem theo, bây giờ muốn vô, người ta gác cửa ở đây, không muốn vô thì phải cho người ta, con ông ơi cho người ta hung, không cho ôm cái đi. Thôi, giờ là... Thôi giờ không vô luôn, giờ ở cái này đi. Trời ơi mà sao tự nhiên rồi người ta thả bò ở trỏng người hù vỏ làm chi mà cho bò búng bò chạy tơ tán lạm binh rồi xuất hiện ra cho người ta thấy nữa, tính lại ôm người ta hay gì? Chà, tại chỗ em nghĩ người em thấy anh chăn bò đó đẹp trai quá trời luôn. Em cũng y như anh nói á, em tính lại em tính ôm ảnh một cái, em tính bóc một cái. Trời ơi. Mà sao không biết ổng có thấy em hay không mà mấy con bò chạy tán lạc là ổng cũng chạy luôn à. Trời đất ơi. Rồi tôi nghe nói là à, bữa là có cái ông nào bị đè là bà là chỉ đè người ta đó hả? Đúng rồi, cái cậu nó đẹp trai quá trời luôn à. Tuổi chừng 20 mấy à, nhìn đi chăn bò ngoài nắng mà nhìn xong trắng tươi à. Ổng hả, ổng mang bao tay rồi dớ rồi ổng bằng áo khoác rồi ổng bịch. Là cái mặt ổng mà như không biết ổng có sức kem không sao thấy nhìn nó trắng trẻo. Em thấy ổng em cầm lòng không có đậu. Em bữa đó em đè ổng bữa đó đó. Ổng dãi quá dãi rồi ổng chạy mất tiêu à. Trời đất ơi, bà ơi bà biết bà là giờ là bà là vong linh không mà bà đi hù dọ người ta, bà đi ghẹo trai. Em đâu có biết đâu, em không biết gì hết trơn. Bởi em thấy ai đẹp là em cầm lòng không có đậu.
cậu, em muốn xa lòng nhà người đó à. Chẳng ai như anh nha, nói nhìn kỹ nha, anh có đẹp trai luôn, anh có thể xa lòng vào lòng em. Thôi thôi, đứng đó đi, đứng đi, không có xa được đâu. Không xa thì đâu, đàn ông không có được ăn hiếp phụ nữ. Có ăn hiếp đâu trời. Nhưng mà em buồn lắm đó. Nãy giờ là không có đánh luôn, nãy giờ chứ mới hỏi thăm mới đó nha. Xa vào lòng anh, em thấy anh tận tài từng thủ thủ thế, không biết tin đánh em hay gì nè. Thủ thế đỡ, phải đánh. Nhưng mà nói chung là giữ khoảng cách là an toàn là trên hết. Nếu sắp sắp lại gần là đừng có trách. Em có làm như anh đâu thì không cái gì, bóc con cái rồi có mất mát gì đâu. Trời bóc nhiều bóc, tào lao quá. Còn bị nguyên đó mà. Trời ơi. Tối nay đi đêm khuya, còn 2 giờ khuya, tôi chọn người ta. Anh tính nằm nghỉ ngơi, sao anh đi vô đây làm gì á? Anh vô anh tìm em làm gì? Vô tìm em để mà có thể là... mà quên nữa, hồi đó mất nhiều tuổi mà xưng em kỳ quá. Ở đó em mất lúc em 24 tuổi. Ồ, mất trẻ, mất lâu chưa? Em mất nay 27 năm rồi. Dù, cái này cũng năm 24, 27, 51 tuổi rồi, tiếp còn sống. Thôi bây giờ chỉ bình tĩnh đi ha. Thì nói chung là em cũng biết là chị đang trú ngụ ở đây thì cũng đã xuất hiện hù dọa bà con, rồi cũng đã đè người ta lúc người ta ngủ trưa, chân bò ngủ trưa. Thì thôi thì bây giờ nói chung nè, thì tóm lại là nói ngắn gọn thôi là em Chiếu là muốn giúp chị được cúng kiến cho chị dùng, rồi đưa chị về chùa núi tu học, chứ cũng không có gì xấu hết. Thì chị cứ bình tĩnh nha, đừng có mà hung hít, thì đừng có mà ôm, mà đừng có gì đó. Em giờ em dễ lắm à, anh muốn giúp đỡ em về chùa về núi để nghe lời anh đúng không? Không. Chứ sao, nếu mà giờ anh muốn em nghe theo lời anh, bây giờ thôi anh dở mặt rồi cho em hung cái thì em nghe lời liền à. Thôi, nói chung là bây giờ là em là người vô, chị là người âm, thì không có thể nào mà sao là gần được. Thì em mi gió cái cũng đâu có mất mát gì đâu anh. Như anh nhìn thấy em mà, như người dân người ta đâu có anh nhìn thấy em đâu, anh nhìn thấy em được đó. Thì bây giờ hung anh một cái cũng có mất mát gì đâu à. Thôi nhưng mà không có nên, tại vì bây giờ mình có phải là tâm mình phải tịnh thì mình mới đi về chùa mà núi mình nghe kinh niệm Phật được. Chứ mà trong cái người của chị cái dục vọng cao quá rồi sao mà chị về chùa núi chị tu được. Nãy giờ cái tâm của em vậy là tịnh dữ lắm rồi đó. Em nói chuyện với anh ta đàng hoàng luôn á. Ta nói ta muốn hùng, ta nói muốn hùng, người ta thì tịnh vậy đó. Mà anh không có tin gì, anh bỏ lòng người ta hả? Không, nói chung là tin thì tin nhưng mà không có được. Thôi bây giờ nói chung là tuyệt đối là không có được luôn. Tại vì bây giờ chị là người âm mà chị cứ sáp vào người dương như em. Thì thứ nhất là em bị tổn hao cái dương khí của em, rồi nhiều khi em bị bệnh. Rồi trong khi đó là chờ là chị cũng sáp vào em thì chị phải mắc cái nghiệp của ta bà này. Thì sao mà về chùa núi tu được, cứ bình tĩnh đi. Mà ngày xưa chắc lúc còn sống chứ cũng vậy, không biết nói sao. Có gì đâu, thì lúc em còn sống em nhiều anh lắm. Trời ơi, biết còn biết cái tính này thì chắc thế nào cũng dài anh chứ không ít. Thì có gì đâu, mình tuổi trẻ mà mình phải có cái dục vọng cao chứ anh. Trời ơi, dục vọng thì dục vọng chứ mình cũng phải kiềm chế cái bản thân mình chứ đâu phải ai cũng vậy được. Ai cũng phải có tình yêu, đúng rồi. Nhưng... em kiềm chế dữ lắm rồi đó. Gì? Em kiềm chế dữ lắm rồi đó. Kiềm chế dữ lắm rồi mà lừa mấy ông luôn hả? Đúng rồi, kiềm chế dữ lắm rồi đó. Rồi không kiềm chế bao nhiêu? Không kiềm chế chắc biến không được đâu anh ơi. Trời ơi. Ở giờ anh có muốn đi vô trỏng không? Anh đi vô đi, rồi em khóa cổng. Để chút vô trỏng, hai đứa mình là tâm sự, là điểm phiền. Thôi. Bây giờ cũng khuya rồi, bây giờ là không có vô trỏng đâu. Thấy chị ở đây là được rồi. Bây giờ tóm lại là bình tĩnh để em nói chuyện. Bây giờ là bây giờ đấy em bình tĩnh chứ thấy kiểu như dục vọng quá sân si cái này không tốt đâu. Trời này em đang bình tĩnh nè. Trời vậy. Bình tĩnh thôi đi, bình tĩnh đi mà, cứ sao mà cứ làm vậy nổi da gà hết trơn rồi nè. Em bình
phẩm mà em đứng như về có đói không? Đói thì em có đói nè. Rồi giờ em cúng cho chị dùng nha. Mấy bữa đó đó em đói lắm mà em ông đó, cái chân bò ông ngủ đó em nẻo em không muốn được vậy cái em hết đói luôn. Trời đất ơi, cái bữa nay cái em đói lợi rồi mà giờ phải anh cho em hôn cái em no liền. Thôi mà anh không có cho rồi thôi em không có dám ép. Thôi bây giờ không có cho hung nhưng mà cho cơm, cũng cơm dùng được không? Cũng no vậy, mà dùng cơm thì cũng no vậy. Thật sự mà nếu mà anh có cơm á thì cho em xin miếng đi, chắc cũng em cũng bảo là để đó đón nhận xin những cái phần lễ của anh á. Chứ thật sự em mất cũng lâu rồi, em không có được mấy cái món đó để dùng. À rồi thôi bây giờ nói chung là cúng ở đây rồi đó. Nhưng mà cũng đứng bình tĩnh nha, đừng có nhào tới nha. Em có làm gì anh đâu. Nếu em nhào nãy giờ rồi. Em bốc là em ba vô bốc nãy giờ rồi. Nhưng mà em không, sao các anh này em không có dám. Em không có dám sáp vô, anh không biết xào nữa. Chứ mấy người kia là gặp em gặp là em sáp vô, em bốc, em hốt, em chọp liền rồi. Sao riêng anh, em thấy sao nó lạ. Em nói vậy thôi nhưng mà em không có sáp được gần anh được. Sao thử sáp lại coi. Chứ là sáp lại lặn đòn liền đó. Nói gì nãy người ta thấy người ta không có sáp vô được anh rồi. Thử lòng nó cho hùng cái thử thì có mở lòng luôn mà nói thôi. Chứ nghĩ sao người dương người âm mà hung nhau sao hung được. Trời ơi, thì người ta nói là hung gió anh. Hung gió hung sao biết đâu. Thì anh đứng nói em hù gió mà cái là hung mà đó. Hung gió hả? Hung gió đâu trúng được. Giờ hung gió tôi né gì sao trúng được. Vậy mì gió mình cũng không trúng nữa. Mì gió là vậy phải không? Vậy hả? Hơn vậy luôn làm qua tôi né một cái là hụt rồi, anh đi sau lưng tôi rồi. Thì đó, bởi vì anh né tính không mà anh đâu có chấp nhận đâu mà biểu trúng. Thì đó, thì nói chung là cứ bình tĩnh đi. Bây giờ mình đã là vũng linh rồi mà sao còn cái tính quá trời luôn. Thôi, giờ nè, em gặp được anh á, em cũng mấy rồi. Sáp lỡ nhanh em cảm thấy có cái sức nó lạ làm sao á. Thì tôi hôm nay em cũng xin nghe lời của anh á. Không mấy đâu, nếu mà sợ không nghe lời làm quá bốc hốt ngoài em sợ bị đánh, sợ bị bắt nữa. Không bắt thì không có bắt đâu, mà đánh thì chắc có đánh á. Mà đi đánh đừng đánh, thôi bắt đi, bắt em đi, chở em về nhà em rồi em ở đi. Chi vậy? Nhỡ làm gì bà? Nhà có vợ rồi, tôi có vợ rồi. Có vợ rồi, thêm vợ nữa, không có sao đâu. Sao không dục vọng cao vậy trời. Em giờ chỉ là một vợ một chồng thôi, sống cho nó thoải mái. Có thêm vô làm chi mà có ví dụ có thêm mà cũng có thêm với người Dương chứ đâu mà có thêm với chị. Thôi. Bớt đi. Gì đâu bớt, em nói thiệt tình mà. Thiệt tình gì thiệt tình? Phải em mà đổi người ngoài như anh mà em chấp nhận rồi đó. Trời ơi. Chắc em dễ dãi như chị, chắc giờ này ở nhà em chắc đầy à. Đầy rồi chứ đâu có thiếu. Thôi nhưng mà bây giờ em nói chị nghe nè, chị cũng đã là một linh hồn. Mà không biết là lý do thì sao mà chị mất thì cho hỏi giờ chị ra dùng cơm của em đi. Rồi quên lấy bên trái. Rồi chút xíu thì em sẽ vô giúp đỡ chị ha. Em tâm sự với anh. Tâm sự đi cho hiểu nhau hơn chứ. Thì đỡ, để em dùng miếng cho đỡ đói thì chút xíu hai đứa mình tâm sự điểm phì á. Hả? Tâm sự điểm phì á. Thôi đi bà. Vô ăn đi rồi vô chứ tôi đưa đi chùa núi tu nè. Chứ ở đó mà tâm sự đêm khuya. Tâm sự đêm khuya đi. Chứ đi chùa chị, đi chùa là nó buồn bã lắm, nghe kinh buồn bã lắm. Trời. Nghe kinh để mình còn đi được hai chuyện kiếp chứ bộ muốn ở cõi ta bà này là dây trai hoài hả? Cũng như nào mình nghe kinh là mình được
được người sống thì đầu thai chuyển kiếp quá anh. Đúng rồi, mình nghe kinh, mình niệm Phật để mình giảm nghiệp. Để mình sớm bị đầu thai chuyển kiếp chứ. Em đâu biết điều đó đâu. Không biết thì chút vô em nói cho chị nghe. Còn giờ thì ấy coi ra dùng cơm đi cho no đi. Rồi có sức. Có sức để mày một chút xíu đi về chùa. Có sức chút xíu đi về chùa đó nha, chứ không phải có sức làm gì đâu mà nhìn tôi. Biết đâu, tụi nó mà nói một chút có sức thì bốc thuốc anh. Rồi. Có sức đi về chùa à? Vậy nè, tưởng đâu có sức cho bốc thuốc, đây người ta bốc liền à. Thôi đồ, ghê ạ. À. Thôi, giờ sẵn đây thôi giờ. Giờ dùng đi khỏi giải đi. Thôi đi dùng đi nha.
Sao rồi chị? Chưa ăn. Dùng cơm no chưa? Con đang không ăn gì nè. Thôi. Sao vậy? Bắt cỡ hả? Không, nhà chiều đi ăn cơm rồi. Thôi được rồi. Rồi chiều đi vợ nấu cơm cho ăn rồi. Thôi giờ vậy ha. Giờ bình tĩnh lại chưa? Bây giờ cho em biết tên được không? Em tên Nhung mà. Rồi, hồi đó quê sống ở đâu? Dạ, hồi đó quê em á, quê bản đồ Việt Nam mà. Quê bản đồ Việt Nam, Cà Mau hả? Dạ đúng rồi. Rồi hồi đó bị bệnh mất hay sao mà mất sớm như vậy? Với lại thì ba mẹ không cúng kiến tốt nhang cho hưởng hay sao mà phải lang thang vượn coi ta bà này? Ba mẹ có cúng kiến tốt nhang cho em, nhưng mà ba mẹ không có ngồi hồn em về nhà được, mất em không có về được. Ủa, bộ đó mất ngoài đường hả? Em mất đúng rồi. Rồi đó bị gì mất, có thể là nói cho em biết được không? Là sao? Từ lúc còn trẻ em đi chơi với bạn bè, bạn bè em có cái tính đó, em mê trai đẹp dữ lắm. Trời ơi. Em thấy anh nào đẹp chứ, là em đang đi với anh này đẹp trai, em thấy cái anh kia mà đẹp trai là em muốn ngã lòng rồi anh nói, em muốn đi, em đeo đuổi theo anh đó rồi. Trời. Bởi vì cái tật như cái tuổi không có bỏ, không có kiềm chế được. Em đó nay em cũng nhiều anh lắm, đi chơi với bạn bè, đang đi với anh này thấy anh kia đẹp trai em chớp mắt anh quá, em bỏ cái anh này em đi theo anh kia luôn á, nó đẹp rồi em đi theo em mê lắm. Chúc em cũng quen cũng nhiều anh lắm, nói em cắm đẹp trai là em đi theo rồi em không có suy nghĩ gì hết trơn á anh ơi. Bởi vì nói cái thật mê trai không có bỏ được á, thì một thời gian đó rồi cái em đi chơi cái cũng tật mê trai đó, là mấy người gặp mấy người phụ nữ kia người ta mới nghe nói em á, mày bỏ cái tật mê trai đó nha, mày làm như vậy đó mày nhục mặt những người con gái đó hết trơn nè, là họ chửi, họ dằn mặt em, họ nói là con gái không có được như vậy, quen người nào á thì quen một người thôi, còn đằng này mày làm cái gì đâu mà một chút cái anh này một chút anh kia rồi một xé rồi anh nọ rồi một chiều cái anh kia kế tiếp nữa, mày làm như một ngày mày di chuyển nhiều anh quá vậy, mày biết mày làm vậy là mày nhục mặt tụi con gái của tao lắm không, nó chỉ nó chửi em như vậy đó, nó nói em phải bỏ cái tật mê trai đó nghe, cái em mà còn làm mày nhục mặt con gái nữa rồi là nó sẽ xử em đó, nhưng mà anh cũng biết rồi đó, cái tật thì sao mà bỏ được á anh? Rồi không bỏ được luôn. Rồi sao kỳ vậy trời ơi, quen dù một hai thì thôi chứ quen đâu mà 4-5 anh rồi thấy anh này đẹp trai bỏ anh kia làm vậy thì tội người ta. Dạ thì em cố gắng lắm anh ơi, nhưng mà không biết làm sao, nhưng mà không có bỏ được cái tật như vậy anh ơi, em cũng ráng cố gắng kiềm chế lắm đó, nhưng mà thấy trai đẹp với là em thích nè, em muốn ngã vào lòng người đó à, em không có kiềm chế được. Trời ơi. Thì cứ như vậy hoài á, cái một thời gian sau á, mày mới cũng mấy người con gái đó, nó mới hẹn em ra, nó mới nói chuyện với em thêm một lần nữa, nó nói
vọng của mày vậy đó. Mà cái dục vọng của mày cái cao vậy, mày biết mày làm u ế nhục mặt tụi tao lắm không? Rồi người ta sẽ nghĩ là phụ nữ chúng mình sẽ như thế nào. Mày làm như vậy là có thể người ta sẽ suy nghĩ nó liên lụy đó tụi tao đó, là xấu mặt tụi tao nữa là sao? Nó cũng có dằn mặt em thêm một lần nữa, em nói em trả lời đi nó, nói thì kệ tao đi, tao mê trai đẹp tao có quyền chứ tao đâu có mê mày đâu mà mày cản mày nói tao. Mày, em còn nói nữa, ủa mày nó phải mẹ với cha tao đâu mà mày dạy tao ở nhà, mẹ với cha tao chưa có nói tao, phải mẹ cha tao nói thì tao còn có thể tao nghe, còn mày chỉ là phụ nữ ở ngoài đường thôi mà mắc gì mày dạy tao. Thì em với nó cũng có lời qua tiếng lại, cũng cự cãi đó em. Cái bỏ đi thì về cái em không biết, ngày hôm đó em đi chơi với bạn của em á, đi chơi em uống nước rồi kia với bạn xong xuôi cái em đi về, lúc đi về cái đường qua nhà em á thì em không muốn bạn của em đưa qua, tại vì đưa qua sợ ba mẹ em thấy nay người này mai người kia anh, rồi em sợ ba mẹ em la nữa, nói ủa sao mới thấy bữa đó thằng kia đưa con đi chơi về rồi mới nay thằng này ngày mai thằng kia nữa, em sợ gì đó. Thì em mới kêu người bạn trai của em á mới để em ở bên cái dốc cầu ở bên đây đi về đi, thì em tự em đi qua cầu em về không ai á, là cái nhóm phụ nữ đó anh nó canh em đâu sẵn rồi, giấc tối em nó canh em đó, nó biết em thế nào cũng đi về đó, nó canh nó nói em á ra chặn đường, em mới nói tao đã nói với mày nhiều lần rồi mà bữa đó mày cũng trả tiêu, mày nói tao dạy đời mày này kia nữa, nó thế là ba bốn đứa nó xong rồi, nó nói bữa nay tao xử cho mày bỏ cái tật mê trai cho mày chừa cái lòng, thế là ba bốn đứa nó qua vô nó quánh nó xô xát em, nó quất nó đập túi bụi cho người của em, không may á tình em nó dí em chạy lên dốc cầu, nó quánh em không may là em trượt em lọt xuống sông á, nên là em không có biết lỗi á, thì lúc đó là ban đêm nữa tối tăm nữa thì em cũng lọt xuống em chết hụt, em cũng có với tay em kêu mấy đứa đó nó cứu em với mà nó không có cứu em, nó bỏ em luôn, nó nói cho mày chết nước luôn, cho mày chừa cái tật mày mê trai, cho mày bỏ cái tật, cho mày chết bà mày luôn á, nó chửi em túi bụi đó, em với tay em kêu cứu nhưng mà nó không có cứu, rồi xong bọn họ bỏ em đi luôn, thì từ từ em uống nước em chìm em mất lên rồi. Nói gì thật sự bây giờ em lang thang khỏi tàu bà này, cứ nay đây mai đó này, thì ba mẹ em cũng có ngàn khó như em nữa, nhưng mà em chết độc ở dưới nước đó, rồi ba mẹ em đâu có trục hồn em về đâu mà em về nhà được anh. Rồi hiểu rồi, hiểu được cái nguyên nhân mà em mất, ngay chị mất rồi. Thì nói chung á, giờ không biết phải nói sao với chị luôn. Thôi thì bây giờ em nói như thế này đi. Thì chị cũng biết rồi, thì chị cũng là lúc sống á, chị cũng gọi là mê trai, rồi cũng bị những người phụ nữ kia đánh chị nè, kiểu như là không muốn là làm cô uế với phụ nữ. Thì tại sao mà đến khi giờ chị cũng không xin đổi tánh được? Dạ, tại lúc em mất đó, tại em cũng còn quen nhiều bạn, em chưa có buông bỏ được. Rồi từ lúc em mất tới giờ, em lang thang khỏi tàu bà, em cứ dương vấn nhiều vấn là những cái vấn đề đó em không buông bỏ được, tại vì em nói nhiều bạn trai của em quá, họ vừa đẹp họ vừa tốt với em nữa, em không có buông bỏ nữa, dục vọng em cũng còn cao á, em cũng suy nghĩ em ráng cố gắng để buông bỏ nhưng mà buông bỏ không có được anh ơi. Bởi vậy á, em gặp người ta đi chăn bò hay là em đi người ta đi dọn những khu vườn của người ta đó, mà em thấy họ người nào đẹp thì em muốn kẹo, em muốn phá họ, thật sự em chưa có bỏ buông bỏ được cái dục vọng đó anh ơi. Thật sự hôm nay gặp được anh á, anh có cách nào em chỉ cho em buông bỏ được không anh? Thì bây giờ nói chung á, thì buông bỏ được hay không là do tâm của mình thôi. Tâm của chị phải là nhẹ lòng mới được, mình mới có thể buông bỏ được. Chứ còn bây giờ cái chị có suy nghĩ về những chuyện mà những anh trai thanh niên trai đẹp này kia thì cứ vậy không được, thì biết khi nào mới buông bỏ được. Thôi thì bây giờ em nói nghe chị nè, thì em cũng đến đây thì chủ yếu cũng muốn cúng kiến cho chị dùng, rồi có thể là khuyên chị cho chị về chùa nói gì tu đi, về đó mình nghe kinh mình niệm Phật để tâm mình tịnh lợi thì mình mới buông bỏ được cái dục vọng của mình, rồi đó lúc đó mình mới đi tu, mình đi học, rồi mình đi tập phát triển kiến làm người.
chứ giờ chị cứ mang cái dục vọng như thế này, thấy trai đẹp cái là chị ghẹo dư ả gẫm, rồi nhiều khi nghiệp chị càng ngày càng nặng thì cho chị không thể nào mà chị được đi được thay diễn kiếp. Cho nên thì mong rằng thì ngày hôm nay cũng có duyên gặp được em rồi, thì thôi để em gửi chị về chùa núi cho chị nghe kinh niệm Phật đi, để mình giảm bớt cái nghiệp của mình, giảm bớt cái dục vọng của mình, để mình có thể là nhẹ lòng, tâm mình sẽ tỉnh hơn, rồi mình sẽ được đi được thay diễn kiếp làm người ha. Dạ, nếu mà thật sự anh nói như vậy, anh nói về chùa về núi để mình nghe kinh nghe kệ, để mình tu tâm, để mình sớm được chuyển kiếp đầu thai, thì chắc em cũng sẽ buông bỏ và nghe lời anh. Em không suy nghĩ tới chuyện trai gái dương vấn ở lúc còn sống nữa anh ơi. Thế bây giờ em cứ dương vấn rồi không buông bỏ nữa, rồi không chịu đi tu học, rồi biết bao giờ mới sớm được chuyển kiếp đầu thai, thì cứ suy nghĩ này nọ không buông bỏ được, rồi hỡi cứ gặp người dân người ta chăn bò hay người ta làm vườn gì thì cứ thì em cứ ghẹo người ta vậy nữa, thì tội nghiệp em càng thêm nặng nữa. Đúng rồi, thì bề trên sẽ trách móc em nữa, rồi không biết bao giờ em mới được sớm chuyển kiếp đầu thai. Thì tôi hôm nay nếu gặp được anh nói như vậy thì em cũng xin nghe lời anh, em sẽ đang cố gắng buông bỏ tất cả, không suy nghĩ tới những chuyện đó nữa. Em sẽ nghe lời anh, em đi về chùa về núi, em tu học để sớm được chuyển kiếp đầu thai là một con người mới. Rồi thì nói chung thì cố gắng nha, cố gắng về đó nghe kinh niệm Phật đi, đừng có suy nghĩ về tới những chuyện mà thanh niên trai tráng nữa. Thì giờ ngày xưa mình còn sống thì mình cứ suy nghĩ về những cái đó thì cũng đúng, còn giờ mình đã mất rồi, mình là một vong linh, một linh hồn rồi, mình phải tập trung vào mình tu mình học để mình còn sớm được thay những kiếp. Mình cứ suy nghĩ những chuyện đó hoài thì biết khi nào mới được đầu thai những kiếp và làm người mới được. Rồi thôi thì bây giờ chị cũng đã chấp nhận thì thôi em sẽ mở cái đường sáng và em sẽ đưa chị đi ha, về đó nghe lời các thầy các sư, nghe kinh niệm Phật để mà mình có thể mình giảm bớt nghiệp nha. Dạ dạ. Rồi. Em xin nghe lời anh, em hứa em về đến đó em sẽ cố gắng nghe lời các sư các thầy đến đó, em sẽ cố gắng tu cho thật tốt để sớm được chuyển kiếp đầu thai. Chứ em không có hoàn toàn giấc dưỡng ở cõi tàu bà này, nay ghẹo người này mai ghẹo người kia nữa. Rồi thì giờ chắp tay lại niệm sẽ chỉ năm môi Phật để sẽ mở luồng sáng đưa cho nên chị đi nha. Dạ em cảm ơn anh. Thế rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay cả nhà thì con cũng được vài vị khán giả điện đến đây để nhờ một giúp đỡ cái hiện tượng ở đây cả nhà. Thì con cũng đã vào đây thì cũng đã gặp được vong linh của cô chị gái. Thì nhiều khi mà mình bà xưa người ta nói một câu đúng cả nhà. Thì mê trai chỉ có thầu thai mới hết thôi cả nhà. Đến bây giờ mà thành vong linh, một linh hồn rồi mà vẫn còn mê trai, thấy con là gã gẫm con rồi hung rồi ôm người đội gì yêu gì từ lứa mẹ. Rồi vào đến đây thì mấy anh thanh niên mà đi chăn bò nha thì cũng đè người ta rồi xuất hiện rồi ôm rồi cho người ta thấy là sợ. Thì tại vì cái anh đó cũng đã nói con rằng là hôm bữa đó chăn bò hôm nay nữa nha cũng có ngủ trưa thì cũng cuối cùng là sáng thức dậy mệt, kiểu như mệt trong người quá thì con đoán là chắc cũng bị chị này đè. Con hỏi chị cũng thấy đúng, thì chị nói là chị đè chị hung. Thì cuối cùng là con cũng bảo khuyên chị giúp đỡ chị cho chị hiểu hơn về Phật pháp, có thể là cho chị nhẹ bớt cái lòng nha. Thì chị cũng đã chấp nhận con gửi chị về chùa núi cho chị tu để mà có thể nghe kinh niệm Phật giảm bớt nghiệp của mình, để mình có thể sớm mà thay những kiếp làm người cái nha. Thì con mong rằng thì chị có cố gắng về đó mà mình nghe kinh niệm Phật để mình còn sớm được thay những kiếp. Thì mong rằng thì cái nhà mình có thể là ủng hộ con cho xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt chia sẻ để tạo thêm động lực mà con thể đi giúp đỡ những vong linh ở cõi ta bà này nha cả nhà. Dạ, thì con cũng xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt là có thật nhiều bình an trong việc cuộc sống nha cả nhà. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại các anh mình ở video tiếp theo.